Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đông Anh tổ chức hội nghị biểu dương và tiếp nhận sự ủng hộ của các đơn vị doanh nghiệp vào quỹ phòng chống dịch COVID-19. Tại đây, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đông Anh đã tiếp nhận sự ủng hộ của các đơn vị doanh nghiệp với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng. Tiêu biểu như công ty trách nhiệm hữu hạn bê tông đúc sẵn và cơ khí Bình Dương ủng hộ 1 tỷ đồng, hai cơ quan huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện ủng hộ 70 triệu đồng, công ty Hoàng Việt ủng hộ 100 triệu đồng, Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh ủng hộ 100 triệu đồng, Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh ủng hộ 50 triệu đồng cùng một số đơn vị doanh nghiệp khác. Đến nay, toàn huyện Đông Anh đã tiếp nhận được gần 8 tỷ đồng ủng hộ của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và toàn thể nhân dân vào nguồn quỹ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Từ số tiền này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đông Anh có quyết định hỗ trợ cho 3.246 hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, mỗi hộ được nhận 300.000 đồng.